Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi tiếp tục mang đến cho các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Nhầm Giường Bạn Thân của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau bữa tiệc, đám bạn học lại rủ nhau đi tăng 2, nhưng tôi từ chối đầu tiên. Tôi không muốn đi vì tôi biết rằng sự có mặt của mình trong bữa họp lớp này cũng chả có gì quan trọng cả. Còn Nhi cứ nài nỉ, nhưng tôi kiên quyết đi về. Con Nam nhìn thấy thái độ kiên quyết của tôi, liền kéo tay con Nhi rồi bảo: Thôi Nhi, mày mặc kệ con ếch đi. Nó không đi thì thôi, chúng mình đi. Thiếu mợ thì chợ vẫn đông mà. Đám con Trinh nghe thấy con Nam nói vậy liền đồng tình bảo: Phải đấy, mày để con ếch nó về còn phụ mẹ nó rửa bát đũa, rồi dọn dẹp quán bún cá nữa chứ. Tụi mình đi thôi. Thiếu một người có mất mát gì đâu, có khi chúng ta còn vui vẻ hơn nữa đấy. Nhanh lên, đừng để mọi người phải đợi. Con Nhi nhìn tôi khó xử, nó định nói gì đó nhưng chưa kịp cất tiếng thì đã bị đám con Trinh kéo ra xe. Tôi nhìn thấy vậy đành thở dài buồn bã, đi bộ ra trạm xe buýt bắt xe về nhà. Khi trở về nhà, cảnh tượng đầu tiên mà tôi chứng kiến là quán bún của mẹ Thu bị đảo lộn cả lên. Toàn bộ bàn ghế nằm ngổn ngang giữa đường đi lối lại. Thoạt nhiên nhìn xung quanh tôi lại chẳng thấy bóng dáng của mẹ đâu cả. Lúc này tôi chẳng kịp suy nghĩ được gì, liền chạy thẳng một mạch vào trong nhà. Giữa ánh sáng của bóng đèn neon, tôi nhìn thấy mẹ Thu đang dựa đầu vào chiếc bàn gỗ bên cạnh di ảnh của ba tôi trên bàn thờ. Hình như mẹ đang khóc thì phải, bởi tôi nghe thấy tiếng sụt sịt của mẹ. Mẹ con tôi khổ quá mình ơi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi không muốn cố gắng nữa đâu. Tại sao mình lại nỡ bỏ mẹ con tôi ra đi, để lại một mình tôi gồng gánh trên cõi đời này? Khoản nợ này tôi biết phải giải quyết làm sao đây. Nhìn đôi vai hao gầy và chốc lát lại khẽ run lên của mẹ khiến tôi không khỏi đau lòng. Bình thường trước mặt tôi và cái Xuân, mẹ luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng tôi biết rằng sau sự mạnh mẽ ấy là những giọt nước mắt hàng đêm của mẹ. Có lẽ mẹ biết tôi đã về nên vội quệt mấy giọt nước mắt còn vương trên má rồi hỏi: Con về rồi đấy à? Mẹ tưởng con đi chơi với cái Nhi tận tối mới về. Dạ con đi một lát rồi tranh thủ về sớm cơm nước. Sao bên ngoài lại ngổn ngang thế hả mẹ? À không có gì đâu con, để lát mẹ ra sắp xếp lại là gọn ngay ấy mà. Có phải có chuyện gì xảy ra không mẹ? Con cũng lớn rồi nên con không muốn mẹ giấu con. Mẹ nói cho con biết đi. Không có chuyện gì lớn đâu con. Chỉ có một chút chuyện thôi. Con đừng lo, mẹ tự giải quyết được. Con không tin. Nếu mẹ thương con thì hãy nói cho con biết. Con thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu mẹ không nói thì con sẽ bỏ học ngay. Đừng, mẹ nói, mẹ nói. Chả là lúc trước ba mẹ có vay nóng của bọn xã hội đen một khoản tiền để mua nhà và đóng học phí cho cái Xuân. Tưởng rằng nửa năm sau công việc của ba con ổn định thì ba mẹ sẽ trả được nợ. Nhưng không ngờ biến cố ập đến khiến bà còn mất mạng. Bây giờ khoản nợ ấy chưa trả được, rồi lãi mẹ để lãi con, mà mẹ lại không có khả năng để trả. Hôm trước chúng nó có đến đòi nợ một lần rồi, nhưng chỉ đe dọa bằng lời nói thôi. Hôm nay đến đòi nhưng mẹ không có, nên chúng nó đập phá bàn ghế, rồi tạt sơn vào nhà mình nữa. Mẹ cũng hết cách rồi. Mình báo công an đi mẹ. Báo công an gô cổ chúng nó vào tù vì tội cho vay lấy lãi cắt cổ. Đừng, mình không làm thế được, vì dây trắng mực đen rõ ràng rồi. Cho dù có vay nặng lãi thì chúng nó cũng có u dù cả rồi, nên mình không làm gì được đâu. Vậy mẹ tính sao? Không lẽ mẹ định để chúng nó đập phá nhà cửa mãi vậy sao? Mẹ định để chúng nó tìm đến hoài vậy sao? Tạm thời mẹ chưa nghĩ ra cách, nhưng con đừng nói cho cái Xuân biết nhé. Hãy để con bé yên tâm học tập. Mẹ không muốn hai đứa phải khổ cực như ba mẹ. Vâng. Nói rồi tôi chẳng đợi mẹ Thu nói gì nữa, liền đi ra ngoài dọn dẹp lại bàn ghế gọn gàng. Sau đó lấy nước rửa đi vết sơn trên tường, nhưng sơn đã bám quá lâu nên rửa vẫn không sạch hết. Ngày hôm nay quán bún của mẹ bán ế, vì khách đến ăn để bị chúng nó đuổi đi hết và dọa đánh nên không ai dám vào quán ăn bún cả. Thế là đương nhiên bữa tối của ba mẹ con tôi là món bún cá thay cơm rồi. Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Phần vì lo cho món nợ của gia đình, phần vì giận con Nhi vì bỏ tôi đi chơi với bọn con Năm, nên tôi không chợp mắt nổi. Mãi đến gần 4 giờ sáng tôi mới chợp mắt được một lúc. Khi còn đang say sưa ngủ thì bên ngoài có tiếng xe máy chạy vào, và sau đó là tiếng gõ cửa bên ngoài. Cộc cộc cộc. Bị đánh thức giấc ngủ tôi có phần khó chịu liền cào nhào. Ai đấy? Mới sáng ra gõ cửa làm gì? Tao đây. Dậy mở cửa cho tao nào. 7 giờ sáng rồi, còn sớm cái quái gì nữa. Nghe tiếng con Nhi, tôi liền lật đật bật dậy mở cửa phòng cho nó, rồi quay lại giường. Con Nhi lẽo đẽo theo sau tôi, rồi ngồi xuống giường nó cất tiếng. Mày có đi chơi với tao không? Này, tao có chuyện hơi bị vui đấy. Không, để hôm khác đi. Hôm nay tao không có tâm trạng. Hâm, đi cà phê thôi mà. Đi với tao đi, rồi tao kể cho nghe chuyện này. Để khi khác được không? Chuyện vui của mày nhưng tao đang buồn nên không muốn đi. Vì mày vui tao buồn lại không hợp cảm xúc. Kệ, đi nhé, đi với tao nha. Nó nói xong chưa kịp đợi tôi đồng ý, đã lôi tôi xuống nhà tắm, sau đó giục tôi đi đánh răng rửa mặt. Đợi tôi thay quần áo xong xuôi, nó liền chở tôi đến quán cà phê cá coi. Nó bảo vừa ăn sáng vừa uống cà phê rồi ngắm cá ở đây là hợp lý nhất. Tôi hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chân đi theo nó vào trong. Sau khi chọn điểm tâm và nước uống, nó liền bảo. Mày thấy ở đây có đẹp không? Tao muốn mỗi buổi sáng cùng mày đến đây uống cà phê hàn huyên tâm sự. Ừ, cũng được. Nhưng ở đây chắc đồ uống đắt hơn bên ngoài. Tao nghĩ qua mấy quán ăn bình thường cho tiện. Không sao, tao trả được. Hôm nay tao gọi mày ra đây để báo cho mày một tin là tao sắp đi làm rồi. Mày đi làm sao? Mày làm ở chỗ ba mày hay quán hoa của mẹ mày à? Không, tao được mời về làm quản lý ở Nokia đấy. Tao cũng định chưa đi làm nhưng họ mời lâu rồi nên tao đồng ý. Chúc mừng mày. Đúng là mày thật có phước. Còn tao vẫn phải đi học trung cấp. Từ từ mày sẽ hơn tao thôi mà. Mai tao đến nhận việc nên sẽ ít khi qua nhà mày chơi được nữa. Mày đừng buồn tao nha. Ừ, không sao đâu. Nói thực ra tôi chả muốn nó qua nhà tôi một chút nào cả. Mỗi lần nó qua là cây Xuân lại bám lấy nó để hỏi về khoảng thời gian nó đi du học, rồi hỏi về kiến thức các kiểu khiến tôi tức lắm. Tôi để ý mỗi lần nó qua nhà tôi là kiểu gì cây Xuân và luôn cả mẹ Thu đều khen nó đáo để. Kể ra nó đi làm cũng tốt. Nó đi làm rồi thì tôi và nó sẽ ít có thời gian gặp gỡ hơn, và tôi sẽ không phải nghe nó kể lể về khoảng thời gian nó đi du học nữa. Tôi chẳng biết mối quan hệ bạn thân giữa tôi và con Nhi có thực sự khăng khít như người ta vẫn nói. Đúng là như những gì mà tôi mong đợi. Từ lúc nó đi làm tôi và nó không còn có thời gian gặp nhau nữa. Sau lần nhà tôi bị đám chủ nợ đến đập phá rồi tạt sơn vào nhà thì cũng có đôi ba lần bọn họ ghé nhà tôi để quậy banh chảnh lên hết cả. Tối hôm ấy tôi cùng quê Xuân phụ mẹ dọn hết đống bàn ghế và chén đũa bị đập phá. Tới tận 9 giờ tối mới xong. Mẹ Thu không muốn để cái Xuân biết, nhưng vô tình một lần nó được nghỉ học lại đúng hôm chúng nó sang đòi nợ nên nó gặng hỏi mới vỡ lở ra. Dọn dẹp xong xuôi nó đi cùng tôi vào phòng. Nó bật ngửa lên giường nhìn chân chân lên trần nhà rồi thở dài bảo. Nhà mình khó khăn rồi. Hai em nghỉ học luôn chị Vân nhỉ? Hâm à? Ba mẹ đã hy vọng vào chị em mình nhiều rồi. Bây giờ nghỉ học lại phí cả đống tiền ba mẹ bỏ ra. Nhưng giờ mình lấy đâu ra tiền để đi học, trong khi nợ còn không có tiền trả. Em sẽ bảo mẹ cho em nghỉ học. Mày nghỉ học để làm gì? Giờ không có bằng cấp, đi làm công nhân lương bao cọc ba đồng không đủ sống đâu. Cùng lắm đi làm tiếp thị bia rượu cho mấy quán bar là cùng. Em nghe đám bạn học chung khoa với em, và đi tiếp thị bia rượu được bao nhiêu lắm. Mày có điên không? Mày nghĩ ra cái nghề đấy. Mà tao cũng nghĩ nhiều rồi. Có khi tao xin bảo lưu kết quả rồi đi làm một thời gian đã. Trước mắt là trả nợ, chứ không có tiền trả thì nhà mình còn bị làm phiền dài dài. Em cũng nghĩ thế. Có khi em lại đi xin làm thêm giờ thôi. Dù sao thời gian được nghỉ cũng không làm gì cả, chỉ bằng kiếm việc làm cho có chút ít phụ mẹ trả nợ. Tùy mày, mai chị lên trường xin bảo lưu kết quả. Mày đừng nói cho mẹ biết chuyện này, nghe không? Vâng, em biết rồi. Qua ngày hôm sau, tôi lên trường nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Chuyện này tôi cũng nói qua cho Viễn biết. Ban đầu anh có hơi do dự, nhưng sau khi nghe tôi nói lý do thì anh cũng đồng ý. Sau khi từ trường về, tôi ghé vào tiệm photocopy, mua 2 bộ hồ sơ xin việc về, rồi chuẩn bị hết các giấy tờ cần thiết mang lên phường công chứng. Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Viễn đã chạy xe qua chở tôi đi xin việc. Anh bảo công ty anh đang tuyển người, và anh cũng nhờ được bạn anh làm trong phòng nhân sự, nên tôi cứ yên tâm mà nộp hồ sơ. Trên đường đi, anh còn ghé vào quán cho tôi ăn sáng, rồi mua sữa cho tôi uống, sau đó mới đến công ty. Sau khi gửi xe xong, anh lại ra phòng bảo vệ, ngay chỗ đợi nộp hồ sơ, ngồi nói chuyện với tôi. Anh vỗ vai tôi bảo: Em đừng hồi hộp gì cả, anh bảo với chị Oanh rồi, lát em cứ đưa hồ sơ cho chị ấy là được. Em hơi run anh ạ. Đây là lần đầu tiên em đi làm ở công ty, nên em cứ hồi hộp làm sao ấy. Sợ mình không được tuyển vào, lại làm anh kỳ vọng. Viễn xoa đầu tôi rồi đáp: Hấp, anh bảo được là được mà. Em cứ suy nghĩ đến chuyện không được chọn làm gì. Thay vì suy nghĩ đến chuyện không hay, thì sao em không suy nghĩ được làm chung công ty với anh nhỉ? Anh nghĩ như thế sẽ làm em có động lực hơn đấy. Ừ nhỉ, nếu chúng ta được làm chung công ty thì em sẽ không sợ anh thả thính với ai cả. Em sẽ quan sát được tất cả hành động của anh. Anh có thả thính với ai đâu mà em sợ. Anh không biết quá khứ em đã bị ai phản bội hay chưa, nhưng anh chắc chắn với em rằng em là người con gái duy nhất anh yêu ở hiện tại. Câu nói của anh làm tôi cười không ngậm được mồm. Người ta bảo lời nói có cánh của đàn ông là những lời khiến phụ nữ đau khổ nhất, nhưng tôi lại cảm thấy được sự chân thành trong câu nói ấy. Viễn ngồi với tôi đến 7 giờ rưỡi, thì anh phải vào làm, còn tôi lại ngồi một mình. Mãi một lúc sau cũng có thêm 3-4 người nữa đến xin việc như tôi. Phải gần 8 giờ tôi mới thấy một chị cầm tập hồ sơ bước ra. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chắc là chị Oanh mà Viễn đã nói. Chị ta nhìn một lượt 5 người chúng tôi rồi nói: Chào mọi người, tôi là Phạm Oanh, nhân viên phòng nhân sự và chịu trách nhiệm ở bộ phận tuyển dụng. Mời mọi người theo tôi vào bên trong. Đợi chị Oanh nói xong thì chúng tôi cũng nhanh chân đi theo chị ta vào một căn phòng khá lớn. Chị Oanh đặt sấp giấy lên bàn rồi nói: Hiện tại công ty đang cần tuyển 3 người cho bộ phận sản xuất và 2 người cho bộ phận gia công. Chắc hẳn mọi người đã đọc kỹ yêu cầu được dán bên ngoài cổng rồi, nhưng em vẫn muốn nhắc lại. Công ty mình luôn chú trọng đến vấn đề sức khỏe và tính siêng năng chịu khó, học việc của công nhân. Vì vậy, nếu mấy anh chị cảm thấy không đủ sức khỏe thì không nên vào đây làm việc, vì công ty tăng ca rất nhiều. Chị Oanh nói xong liền cầm tập hồ sơ của từng người rồi kiểm tra một lượt. Khi cầm hồ sơ của tôi lên, chị liền nói: Em biết máy vi tính không? Nếu biết chị sẽ tuyển em vào bộ phận tổng vụ. Dạ em không rảnh máy tính chị ạ. Chị để em vào làm chung bộ phận với anh Viễn cũng được. Thế hả? Bên bộ phận tổng vụ công việc nhàn và khỏe hơn bên sản xuất nhiều. Nhưng nếu em không có bằng vi tính thì chị cũng chịu. Làm bên sản xuất em phải cố gắng nha. Dạ em cảm ơn chị. Chị Oanh cười nhạt rồi cầm nốt hồ sơ của mấy người kia xem qua. Thú thực ban đầu nhìn thấy chị, tôi cứ nghĩ chị khó tính lắm. Vì sắc mặt của chị cứ nhăn nhó nên tôi có phần hơi sợ. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì tôi lại thấy tính cách của chị khá là hài hòa và không khó khăn một chút nào cả. Sau khi xem qua hồ sơ của 5 người chúng tôi, chị Oanh liền phát cho mỗi người một tờ giấy A4, rồi dặn mọi người đọc kỹ những điều khoản ấy và ký tên vào. Tôi và 2 người nữa được chị dẫn đến bộ phận sản xuất bàn giao cho anh quản lý. Còn 2 người còn lại thì chị dẫn đến bộ phận gia công. Anh quản lý nhìn chúng tôi rồi bảo: Chào ba em, anh là Thành, quản lý của bộ phận sản xuất. Để ba em hiểu rõ hơn về công việc ở đây, thì anh sẽ dẫn ba em đi xem trình tự công việc vận hành máy móc ở đây. Tôi không để ý đến lời anh Thành nói, mà nhìn xung quanh khu làm việc rồi dừng lại vị trí mà Viễn đang đứng. Có lẽ anh cũng nhìn thấy tôi, nên tôi vội nở nụ cười tươi với anh. Anh Thành dẫn chúng tôi đi xem từng loại máy và nói qua cách thao tác máy, và sau đó để chúng tôi tự quan sát. Tôi mặc kệ hai người kia đang quan sát mấy máy kế bên, còn mình thì đi đến chỗ Viễn làm. Viễn thấy tôi, cười liền hỏi: Sao nào, có còn hồi hộp nữa không? Anh đã bảo, anh nhờ chị Oanh rồi mà, cứ lo. Anh Thành dễ lắm nên em không cần phải sợ. Vâng, em thấy chị Oanh cũng tốt. Lúc nãy chị ấy hỏi em có biết máy vi tính không đấy, mà em có rảnh máy vi tính đâu. Ở dưới này có cần biết máy vi tính đâu mà chị ấy hỏi nhỉ? Không, chị ấy bảo em nên bộ phận tổng vụ làm cho khỏe. Nhưng em không biết máy tính nên thôi. Cơ mà em vẫn thích làm chung với anh hơn. Ừ, làm ở đây cũng được. Có gì tăng ca cùng giờ nhau lại dễ hơn. Lát em ra cổng bắt Grab mà về, chứ đừng đi xe buýt lại mệt đấy. Mai anh qua đón. Vâng, em biết rồi. Em qua chỗ bên kia không người ta lại nói nhé. Ừ, em qua mấy máy kia xem đi. Tôi cười tươi rồi đi qua mấy máy kia xem một vòng, rồi sau đó đi đến bàn làm việc của anh Thành. Hai người vào chung với tôi tên là Yến, còn người kia tên là Nghi, đều chạc tuổi với tôi cả. Nhưng so về nhan sắc thì tôi ăn đứt cả hai. Anh Thành đưa cho chúng tôi mỗi đứa một mẩu giấy hẹn, rồi dặn chúng tôi đi về chỗ chị Oanh. Lúc này cả hai người ở bộ phận khác cũng đến đó trước. Chị Oanh nhìn chúng tôi rồi bảo: Quản lý đã nhận mọi người vào bộ phận của họ, nên ngày mai sẽ là ngày làm việc đầu tiên. Mỗi người sẽ có tất cả là một tuần thử việc, nên em mong mọi người đều cố gắng. Sáng mai đúng 7:30 mọi người nhớ tập trung tại đây để em bàn giao cho quản lý từng bộ phận. Chị Oanh dặn dò xong xuôi thì bảo chúng tôi giải tán. Tôi cảm ơn chị rồi bắt xe ôm về nhà. Việc đầu tiên khi về nhà là tôi nhắn tin khoe cho cái Xuân biết mình xin được việc. Sau đó tôi lại dùng hết tiền lúc trước làm một quán trà sữa và tiền tiết kiệm đi mua thêm một ít quần áo và nước hoa rồi son phấn các kiểu. Ở nhà tôi ăn mặc xuề xòa, đi học tôi vẫn quệt một tí son, nên đi làm nhất định tôi phải ăn mặc trưng diện một chút vì tôi không muốn Viễn phải mất mặt. Một phần tôi muốn mình phải hơn hẳn mấy cô gái trong công ty đang có tư tưởng với Viễn. Chưa dừng lại ở việc mua sắm, tôi còn cắt tóc ngắn hơn và uốn cong lại để không bị ai bảo là đứa quê mùa nữa. Sau khi chỉnh sửa bản thân đến mức rỗng cả tối thì tôi mới tự ngắm nhìn mình trong gương. So với khuôn mặt lúc trước thì bây giờ nhìn tôi có vẻ trẻ trung hơn nhiều. Có khi tôi trang điểm vào lại xinh xắn hơn con Nhi ấy chứ. Tôi cười rồi đi đánh răng rửa mặt và lên giường nhắn tin cho Viễn. Anh bảo tôi ngủ sớm để mai đi làm, vì khi đi làm thời gian ngủ sẽ rất ít, nên dặn tôi làm quen với điều đó. Chưa bao giờ tôi thấy ai quan tâm bạn gái như cái cách anh quan tâm và chiều chuộng tôi cả. Suốt cả đêm hôm ấy tôi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau như thường lệ tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi lại tắm táp cho thoải mái, và sau đó mặc bộ quần áo mới mua hôm qua vào. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên tôi trang điểm nhạt và đánh thêm một chút son, nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy mình tự tin hơn hẳn. Ngồi đợi một lúc cũng thấy Viễn chạy xe tới. Anh bảo tôi lên xe rồi cho xe chạy thẳng. Trên đường đi anh lại rẽ vào quán cho tôi ăn sáng trước rồi mới đến công ty. Trước khi vào làm anh vẫn dặn dò tôi kỹ càng như hôm qua. Khi anh vào làm thì tôi lại ngồi đợi ở phòng hôm qua chị Oanh bảo. Khi mọi người đến đầy đủ, chị Oanh cũng dẫn chúng tôi xuống giao cho anh Thành phân công công việc. Tôi được phân công học thao tác máy ở line 1, cái Yến thì thao tác ở line 2, còn cái Nghi thì ở line 3 cùng line với Viễn. Dù có chút không vui, nhưng tôi vẫn không dám ý kiến. Bình thường đã gặp con Nhi rồi, giờ vào công ty lại gặp con Nghi nữa. Hết Nhi rồi tới Nghi, khiến tôi không tiếp thu nổi. Anh Thành giao cho anh Lâm chỉ tôi cách vận hành máy, còn bên kia hình như con Nghi được Viễn đào tạo thì phải. Tôi hậm hực lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh Lâm bật máy lên rồi chỉ cho tôi tất cả các thao tác. Từ khởi động máy cho đến các bước làm ra kim may, anh đều chỉ tôi không sót chi tiết nào. Giờ nghỉ trưa anh Lâm có ý đưa tôi đến nhà ăn, nhưng tôi từ chối và muốn đi chung với cái Yến và Nghi. Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi không muốn làm anh khó xử, và một phần là tôi muốn đi ăn chung bàn với Viễn, vì lúc sáng anh dặn tôi đến giờ ăn cơm đợi anh đi chung. Đợi anh Lâm đi trước tôi liền quay sang line 3 để đi tìm Viễn, thì đúng lúc thấy anh đi đến chỗ tôi, và bên cạnh anh là con Nghi. Thấy tôi nhìn nó liền quăng cho tôi bộ mặt khó hiểu mà nói: Vân, không đi ăn cơm à? Sao giờ còn đứng đây? Nghe câu hỏi của nó, tôi muốn lấy dép đập vô mặt nó ghê luôn. Không lẽ tôi lại bảo với nó là ta đang đợi bạn trai? Nhưng nghĩ lại thấy chưa phải lúc nên tôi vội cười giả lả đáp. Có chứ, tớ đang đợi Yến đi chung luôn. Ba đứa mình ngồi chung bàn với nhau cho vui. Chứ không phải Vân ngồi với anh Lâm à? Tớ tưởng Vân ngồi ăn chung với anh Lâm cơ chứ. Vậy Vân với Yến ngồi chung với nhau đi nhé. Tớ ngồi ăn chung với anh Viễn rồi. Tôi nhìn ánh mắt sáng rực của nó khi nhắc đến Viễn. Con này mới có một buổi thôi mà nó làm như thân thiết với anh Viễn của tôi lắm ấy. Tôi nhìn nó rồi lại ngước mắt nhìn Viễn, cũng thấy anh lắc đầu. Có khi đến anh cũng không hiểu được sao nó lại đang có ý nghĩ gì nữa. Đợi cái Yến đi đến, tôi liền khoác tay nó đi lên nhà ăn, bỏ mặc con Nghi đi sau, léo chéo với Viễn đủ điều. Mà tôi chỉ nghe được mấy câu ngắn gọn. Anh đáp lại nó: "Ừ, vậy hả? Không." Con Nghi có vẻ hơi quê nên đi lên khoác tay cái Yến, giọng nó có vẻ cay cú. Đàn ông gì mà nhạt nhẽo thế không biết. Chắc chưa thả thính nên chảnh chẽ mà. Tôi nghe nó nói vậy, chỉ biết cúi mặt cười nhạt. Nó nghĩ Viễn nhạt nhẽo hay chảnh chẽ cũng được, miễn sao tôi thấy anh ngọt ngào với tôi là đủ rồi. Cái Yến không hiểu ý của nó liền hỏi: Nghi đang nói ai thế? Lại thất tình à? Con Nghi nghe vậy liền lẫy lên bảo: Thất tình quái gì đâu, có được miếng nào đâu mà thất tình. Tôi đang bảo cái anh Chí Viễn ấy, không biết các bạn gái hay vợ chưa mà kêu kêu sao ấy. Nhìn anh ta nhạt tuẹt, chắc không tán gái nổi đâu. Tôi nghe con Nghi nói vậy liền cười bảo: Anh ta chưa có vợ đâu, còn đang tôn thờ chủ nghĩa độc thân đấy. Cả hai đứa chúng nó trố mắt nhìn tôi bảo: Sao Vân biết? Vân quen anh ta à? Không quen, nhưng nhìn tay anh ta không đeo nhẫn cưới là biết anh ta chưa có vợ rồi, có bạn gái thôi, vì anh ta đeo nhẫn bạc kìa. Chắc đứa nào thích nhạt mới nhận lời là bạn gái anh ta Vân nhỉ. Anh ta nói chuyện nhạt lắm, không yêu nổi đâu. Tôi nhìn con Nghi cười nhạt một cái. Tôi cũng chẳng cần ai yêu nổi anh cả, mà chỉ cần mình tôi yêu anh là đủ rồi. Ai nói anh kiêu căng hay chảnh chọe tôi cũng chẳng buồn, mà ngược lại tôi thấy vui, vì tôi hiểu được tính cách và con người anh thế nào. Mấy ngày sau đó tôi dần quen với công việc mới. Không phải khen chứ tôi là đứa rất thông minh nên tiếp thu nhanh thao tác máy. Không cần hỏi tôi cũng biết được anh Thành rất hài lòng về khả năng học việc của tôi. Buổi sáng hôm ấy sau khi lên ca làm việc, anh Thành đưa cho tôi một tờ giấy A4 rồi nói: Đây là hợp đồng thử việc, em đọc kỹ rồi ký tên đầy đủ vào. Vâng. Tôi đọc đi đọc lại thật kỹ, sau đó đặt bút ký tên vào. Cũng chỉ là một bản hợp đồng thử việc nên không có gì đáng lo ngại cả. Tiền lương hàng tháng của tôi sẽ được chuyển khoản vào ngày mùng 8 Tây hàng tháng. Đợi tôi ký tên xong, anh Thành đưa cho tôi một bản rồi dặn tôi cất cẩn thận, còn công ty giữ một bản. Sau 4 ngày học việc thì tôi cũng được tự mình đứng máy riêng mà không cần ai theo kèm nữa. Bên cạnh tôi còn có anh Lâm, nên nếu có gì không hiểu tôi sẽ hỏi anh. Dù hơi ngại, nhưng Viễn ở lai khác nên tôi không muốn làm mất thời gian của anh. Tôi và cái Yến được đứng máy riêng, còn con Nghi vẫn phải để Viễn chỉ lại thao tác vì nó nắm chưa rõ. Không biết có phải nó giả vờ không hiểu hay cố tình được Viễn chỉ dạy hay không, mà tôi thấy lúc nào nó cũng bám lấy anh như đỉa đói. Con này đúng thật là thứ cô hồn các đảng mà. Mới hôm trước nó còn chê Viễn kênh kiệu nhạt nhẽo mà vẫn bám anh như sam. Thật là con nó đu theo, nên tôi và anh không có thời gian nói chuyện ở trong công ty luôn. Chỉ có lúc ra về anh chở tôi và anh mới có thời gian để trò chuyện. Không phải tôi ích kỷ, nhưng tôi chỉ mong cho nó thử việc xong bị loại, không được ký hợp đồng để tôi bớt cái gai trong mắt. Chứ nhìn thấy nó kiểu ve vãn người yêu tôi là thấy ngứa mắt rồi. Vân và anh Viễn đang quen nhau đúng không? Tiếng cây Yên hỏi đập tan suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Tôi cầm chai nước uống một hơi rồi hỏi lại: Sao Yến hỏi vậy? Ai nói cho Yến biết à? Không ai nói cả, chỉ là Yến thấy ánh mắt của Vân khác lạ mỗi khi thấy cái Nghi đứng cạnh hay làm nũng với anh Viễn nên Yến đoán vậy. Vậy Yến thích nghe sự thật hay giả dối? Tất nhiên là sự thật rồi, Yến không thích giả dối. Phải, anh Viễn là bạn trai của Vân. Sao Vân không nói cho Nghi biết? Nếu Vân nói thì tôi nghĩ Nghi sẽ tự động giữ khoảng cách với anh Viễn. Vân không thích khoe khoang bạn trai, Vân cũng coi đó như là cách để thử lòng bạn trai mình. Yến đừng nói chuyện này cho Nghi biết nhé. Kiểu gì Nghi cũng biết thôi. Yến chỉ sợ khi ấy Nghi biết lại đâm ra ghét Vân thôi. Ghét Vân cũng làm gì được chứ. So với Vân thì Nghi còn thua xa mà. Yến nghĩ xem, nhìn Nghi xấu hơn Vân nên anh Viễn không siêu lòng được đâu. Yến chỉ nhắc Vân thế thôi. Còn chuyện của hai người Yến không quan tâm đâu. Cái Yến nói xong liền cầm chai nước rồi đi về chỗ lai của nó làm việc. Tôi lúc này vẫn nhìn sang lai của con Nghi. Vô tình tôi nhìn thấy nó và Viễn đang cười với nhau. Tự dưng trong ánh mắt tôi lóe lên một chút ghen tuông. Viễn hình như cũng thấy tôi đang nhìn nên anh vội cắm mặt xuống làm việc, mặc cho con Nghi nó luyên thuyên gì đó. Vì ở xa nên tôi không nghe thấy nó nói, mà chỉ thấy khẩu hình miệng của nó mấp máy liên tục. Xem không tập trung làm việc đi, máy này rất nguy hiểm, nên nếu em không để ý sẽ rất dễ bị thương. Giọng anh Lâm khiến tôi giật mình, vội rời mắt khỏi con Nghi mà quay sang nhìn anh Lâm đáp. Dạ, em cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ tập trung hơn ạ. Có gì không hiểu cứ hỏi anh sẵn sàng chỉ cho em mà, đừng ngại gì cả. Anh em làm việc chung với nhau nên không có gì phải ngại đâu. Vâng, em không ngại đâu. Có gì không hiểu em mong anh chỉ bảo giúp cho em nhé. Ừ, anh luôn sẵn lòng. Tôi nhìn anh Lâm cười gượng gạo. Dù mấy ngày trước đứng gần anh để được anh hướng dẫn cách vận hành máy, nhưng lúc này tôi mới để ý kỹ khuôn mặt của anh. Lâm cao to đẹp trai, lại còn trắng trẻo nữa chứ. Da mặt anh bóng loáng trơn tru, không có nổi một hạt mụn nào cả. Khi anh cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, lại còn thêm cả đôi má lúm đồng tiền, khiến bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng phải mê như điếu đổ. Nói chung nếu so sánh về bề ngoài của Lâm và Viễn thì tôi nghĩ Lâm đẹp trai hơn nhiều. Tôi cứ liếc nhìn Lâm mà không biết rằng ánh mắt ai kia đang nhìn tôi đầy tức giận. Mấy ngày sau đó cũng hết hạn thử việc của chúng tôi. Sau giờ lên ca, anh Thành tập họp ba đứa tôi lại rồi bảo. Một tuần thử việc cũng đã trôi qua. Anh rất cảm ơn mọi cố gắng của các em. Nhưng vì công việc của chúng ta cần tính siêng năng và học hỏi, nên có một bạn phải nhận lại hồ sơ. Tôi nhìn cái Yến cười nhạt rồi lại nhìn sang con Nghi, khẽ nhếch môi một cái. Trong ba đứa thì tôi và cái Yến là học việc nhanh nhất, nên chắc chắn đứa bị trả lại hồ sơ là con Nghi chứ không ai khác. Ban đầu tôi cũng muốn nó không được ký hợp đồng chính thức, vì tôi không muốn nó làm chung lai với Viễn. Suốt ngày nhìn thấy nó ống ả ống ẹo với anh, làm tôi nhiều lần giận hờn vô cớ với anh. Mặc dù mỗi lần con Nghi sáp lại là anh đều tìm cách tách nó ra. Không phải tôi không biết, nhưng một khi đã yêu thì con gái thường ghen tuông mù quáng. Tôi nắm chặt tay cái Yến rồi nhìn sang con Nghi. Sắc mặt nó vẫn chả có gì là lo lắng, như thể nó biết mình sắp phải ra đi, và nó biết được năng lực của mình không bằng chúng tôi. Anh Thành cầm bộ hồ sơ trên tay và một bao thư mỏng, nhìn ba chúng tôi rồi nói tiếp. Công việc nào cũng phải có tiêu chuẩn, nên anh nghĩ các bạn không làm việc ở đây thì sẽ làm việc ở chỗ khác. Ai rồi cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân mình. Anh rất lấy làm tiếc khi phải trả hồ sơ cho Vân, Lê Bích Vân. Sao? Anh nói sao? Ba chữ Lê Bích Vân được anh Thành nhấn mạnh, nhưng không hiểu sao tay tôi cứ ủ đi. Tôi cảm thấy mình làm rất tốt trong một tuần học việc cơ mà. Tôi còn tự thấy mình làm tốt hơn cả cái Yến nữa. Anh Thành đưa bộ hồ sơ cho tôi rồi nói. Anh rất tiếc nhưng đây là chỉ thị của chủ nhiệm đưa xuống, nên anh không thể thay đổi. Anh Thành, anh có nhầm lẫn không ạ? Em nghĩ mình làm rất tốt mà. Em còn thấy mình học việc nhanh lắm. Chắc không nhầm lẫn được đâu em. Có thể em học việc rất nhanh, nhưng trong quá trình làm việc em không nghiêm túc chẳng hạn. Chủ nhiệm sẽ quan sát tất cả mọi hành động của em thông qua camera giám sát. Đây là tiền lương thử việc của em. Nói rồi anh Thành đặt vào tay tôi cái bao thư mỏng dính ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được hồ sơ của mình. Cái Yến nắm lấy tay tôi an ủi. Đừng buồn, đừng suy nghĩ gì cả. Công việc này không tốt thì mình tìm công việc khác tốt hơn Vân nhé. Tại sao lại là tớ mà không phải nó? Tôi đã làm tốt hơn nó gấp trăm ngàn lần mà. Mọi người ở đây thiên vị nó có đúng không? Do may rủi thôi nên Vân cứ suy nghĩ thoáng lên. Biết đâu được Vân lại xin được việc ở công ty ở nơi khác tốt hơn thì sao? Tôi nắm chặt tay rồi quay người bỏ đi về phía phòng nhân sự. Tôi không muốn nhìn cái bản mặt hả hê của con Nghi, lại càng không muốn nghe những lời nói đầy sự thương hại của cái Yến nữa. Tôi trả lại thẻ đeo cho chị Oanh, rồi chào chị, sau đó ra về. Khi tôi vừa ra đến cổng đã nghe tiếng gọi của Lâm từ phía sau. Vân, Vân, chờ anh một lát, anh có chuyện muốn nói. Có chuyện gì anh nói nhanh đi, em không có tâm trạng. Vân, anh biết em buồn, nhưng em hãy suy nghĩ thoáng lên. Nếu em còn muốn đi làm thì qua công ty Nokia nộp hồ sơ đi. Anh thấy bên đó còn tuyển người đấy. Cảm ơn anh. Nếu không có gì nữa, em xin phép về. Cảm ơn anh vì những ngày qua đã đào tạo em vận hành máy. Thực sự em rất cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì đâu, em cứ vui vẻ là được rồi. Nếu em không chê thì có thể cho anh số điện thoại của em được không? Có gì rảnh rỗi anh gọi em đi uống nước. Vâng, 098XX. Em xin phép anh. Tôi nhanh chân đi ra cổng bắt xe ôm về nhà. Vì tức giận lẫn chạnh lòng nên tôi chưa mở bao thư tiền lương ra xem. Về đến nhà tôi lại vứt ba lô lên bàn, rồi nằm vật ra giường. Tôi tự hỏi có khi nào con Nghi có người quen làm ở bộ phận sản xuất, hoặc người quen của nó có chức quyền cao hơn nên tôi mới bị đuổi không? Thái độ kỳ lạ của nó lúc nghe anh Thành bảo trả lại hồ sơ cho một người, nhưng nó không hề có chút gì gọi là lo lắng. Tôi để ý kỹ thấy nó còn bình thản đút tay vào quần, như kiểu nó biết được chuyện này rồi thì phải. Khi tôi còn đang mải giải đáp mấy thắc mắc thì điện thoại chợt có chuông báo tin nhắn đến. Tôi chả để tâm đến người gửi tin nhắn, vì trong điện thoại của tôi ở mục danh bạ lại rất ít số điện thoại được lưu. Nếu không phải là Viễn thì cái Xuân hoặc con Nhi, còn nếu không phải là một trong ba người họ thì là tin nhắn an ủi của tổng đài. Tôi bật tin nhắn lên đọc. Tin nhắn được gửi đến bởi một số lạ có đuôi 34508. Không biết ai lại dùng cái đuôi kiểu bẩn bẩn thế này nhỉ? Theo cách đọc của tôi, 34508 là 34508. Tôi tò mò bấm đoạn hội thoại ra. Em đang làm gì thế? Còn buồn nữa không? Anh Lâm đây. Tôi cứ tưởng ai, hóa ra lại là Lâm. Nghĩ mình không có tâm trạng nói chuyện, nhưng để giữ phép lịch sự tôi vẫn trả lời lại. Em đang ngồi chơi thôi, em không sao đâu anh ạ. Cảm ơn anh đã an ủi em. Cố gắng lên nhé. Mai em thử chạy qua Nokia nộp hồ sơ xem sao nhé. Nếu không biết đường thì gửi địa chỉ nhà, rồi mai anh qua chở em đi. Dạ em biết đường ạ. Không dám làm phiền anh đâu, anh làm việc đi ạ. Ok em, có gì nói chuyện sau nhé. Dừng đoạn hội thoại với Lâm xong, tôi lại nhìn xuống đoạn hội thoại hôm qua với Viễn. Từ lúc tôi bị trả lại hồ sơ đến lúc tôi về nhà, cũng không thấy anh gọi hay nhắn cho tôi một cái tin nào cả. Không biết anh có lo lắng cho tôi hay cảm thấy vui mừng khi không có tôi làm chung công ty nữa. Tôi sực nhớ ra lúc nãy Lâm có bảo tôi bên công ty Nokia còn dán bảng tuyển công nhân, nên liền lấy máy gọi cho con Nhi luôn. Phải đến hồi chương thứ 3 nó mới bốc máy, giọng nó vẫn ngọt ngào như thế. Alo, tao nghe này ếch, à lộn Vân. Bà mẹ nó chứ, đám con năm đặt cho tôi cái biệt danh là Big X, làm tôi cay cú rồi. Giờ đây nó cũng cố tình trêu tức tôi luôn à? Nếu không phải tôi đang có việc cần nhờ đến nó thì tôi sẽ chửi cha chửi mẹ nó luôn. Tôi thở dài rồi nói. Mày có rảnh để nghe điện thoại không? Tao có việc cần nói với mày. Tao rảnh mà, tao có làm gì nhiều đâu. Vì tao làm quản lý nên suốt ngày cắm mặt vào máy vi tính thôi, chứ có phải làm công nhân đâu mà sợ chạy sản lượng sấp mặt. Có gì mày nói đi. Câu trả lời của nó hình như có xiên xỏ tôi thì phải. Mặc dù có chút hơi cay cú, nhưng tôi vẫn phải lấy vẻ mặt đáng thương bảo nó. Nhi này, công ty mày còn tuyển lao động phổ thông không? Hình như còn thì phải. Mày định đi làm sao? Ừ, thực ra tao nghỉ học rồi. Tao xin đi làm bên công ty Kim Mai Organ, nhưng người ta không nhận. Mày hỏi dùm tao nhé. Để lát tao xuống phòng tuyển dụng hỏi xem thế nào. Sao mày không nhờ Viễn bảo Lãnh vào cho dễ? Tự mày nộp hồ sơ có khi người ta không nhận đâu. Phải có người quen mới dễ xin việc. Quen cũng làm được gì đâu, vẫn trả hồ sơ như thường đây này. Có gì mày hỏi rồi báo lại dùm tao nhé. Hồ sơ tao có đầy đủ rồi, nên nếu được mai tao đi nộp rồi phỏng vấn luôn. Ok mày, có gì lát tao báo. Tôi cúp máy rồi nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 10 giờ trưa. Nhìn sang bên cạnh thấy phòng cây Xuân vẫn còn sáng đèn. Quái lạ, giờ này nó phải ở trên lớp chứ, sao lại nằm ngủ trong phòng nhỉ? Tôi hơi tò mò, vội đi vào dốc chăn lên rồi lay lay nó dậy. Xuân, Xuân, mày không đi học à? Sao giờ này còn nằm ngủ thế này? Cây Xuân kéo chăn lại đắp kín người rồi cằn nhằn. Đừng làm ồn để em ngủ. Hôm qua em về trễ nên mệt. Chị ra ngoài đi rồi cho em ngủ. Tối em còn đi làm. Mày làm gì mà đi làm buổi tối? Mày không bán thời gian ở Big C nữa hả Xuân? Làm gì kệ em. Miễn sao em sắp có tiền trả nợ cho ba mẹ là được rồi. Chị ra ngoài cho em ngủ đi. Tôi định hỏi nó thêm mấy câu nữa nhưng lại bị nó đẩy ra khỏi phòng rồi khóa chặt lại. Cái Xuân trước giờ luôn là đứa ngoan ngoãn nên không có chuyện nó đi làm khuya mới về như thế này đâu. Nghĩ đến chuyện kia bất giác tôi khẽ rùng mình. Trong khi chờ đợi con Nhi thông báo tình hình, tôi lại kéo ghế ngồi trước cửa phòng Cái Xuân chờ nó ngủ dậy. Chuyện tôi bảo lưu kết quả học để đi làm tôi cũng nói cho mẹ Thu biết rồi. Dù không muốn nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác hơn nên buộc phải đồng ý. Phải đợi đến lúc qua giờ cơm trưa con Nhi mới gọi điện cho tôi. Giọng nó oang oang. Tao hỏi bên tuyển dụng rồi, người ta bảo còn tuyển mấy người thôi. Thật hả? Thế sáng mai tao đi sớm. Đi sớm khỏi mất phần. Nhưng hồ sơ nộp cũng nhiều rồi. Lượng người cần việc với số nhân lực công ty đang thiếu là 20/2. Phải nhờ vào may mắn của mày thôi. Mày có thể nói giúp tao một tiếng được không? Không lẽ mày làm quản lý mà lại không xin cho bản thân được một chân nhân viên quèn à? Khiếp mày đấy. Mày đặt văn vở đạo lý thế không biết. Tao nhờ người ta trước khi mày nhờ tao cơ. Mai cứ đến nộp hồ sơ rồi có người nhận ngay. Cảm ơn mày. Hôm nào rảnh tao mời mày một bữa no nê luôn nhé. Con Nhi không đáp mà cười hí hí trong điện thoại. Tôi cũng tắt máy rồi sửa soạn lại bộ hồ sơ cho gọn gàng để ngày mai đi xin việc khác. Buổi chiều sau khi tôi vừa tắm rửa xong thì Viễn gọi đến. Anh bảo tôi ra ngoài cửa, anh có chuyện cần nói. Tôi nghe vậy cũng nhanh chóng đi ra ngoài gặp anh. Gương mặt Viễn có chút buồn buồn. Hình như anh có tâm sự gì đó. Anh bảo tôi ngồi lên xe, rồi sau đó chở tôi đến một căn phòng trọ rộng rãi. Tôi ngồi trên xe không dám bước xuống. Anh thấy thế liền bảo. Em xuống đi, đây là phòng trọ anh mới thuê. Em thấy ở đây có sạch sẽ không? Dạ em thấy ở đây cũng được. Nhưng sao anh không ở nhà với ba mẹ nữa mà lại dọn ra đây? Ở nhà với ba mẹ thoải mái hơn mà. Anh muốn ở đây gần em hơn. Khi nhớ em anh có thể chạy xe qua với em gần hơn. Nhớ em anh vẫn có thể đi bộ qua gặp em nếu như xe anh hết xăng. Hâm, anh ở trọ lại phí thêm một khoản tiền nữa. Hay anh về nhà ở với ba mẹ đi. Chỉ bằng phí thêm một khoản mà anh được ở gần em. Và em sẽ không thấy ngại khi đến nhà anh thì anh chịu hết. Em vào trong này ngồi đi. Anh chuyển đến ở mấy hôm rồi nhưng còn bừa bộn nên anh phải sắm đầy đủ đồ đạc mới cho em biết đấy. Nói rồi anh kéo tôi vào bên trong phòng sau đó khóa cửa lại. Căn phòng dù không được rộng như phòng ngủ của tôi nhưng sạch sẽ và đầy đủ đồ đạc. Viễn rót một cốc nước cam trong tủ lạnh ra đưa cho tôi rồi nói. Em uống nước đi. Từ nay mỗi khi nhớ anh em có thể qua đây với anh. Hay mỗi khi em bảo thèm ăn bánh xèo hay bánh canh, anh đều tự tay làm cho em ăn hết. Anh ra ở trọ là vì em chứ không phải vì anh đâu. Em không muốn niềm vui của em là nỗi buồn của ba mẹ anh. Hấp, ba mẹ anh còn muốn đuổi anh ra riêng vì không chịu tìm con dâu cho hai ông bà rồi đấy. Ba mẹ anh bảo rằng bằng tuổi anh chúng nó con bồng con bế cả rồi mà anh chưa có tí nào cả. Ai bảo anh kén chọn làm gì? Em thấy con Nghi mê anh như điếu đổ. Hay anh đưa nó về nhà ra mắt ba mẹ đi. Viện thấy tôi nhắc đến con Nghi liền bĩu môi đáp. Còn ất ơ ấy, có cho không anh cũng chẳng thèm. Anh không thích lấy con ất ơ mà anh thích lấy con ếch thôi. Anh bảo ai là ếch đấy hả? Anh dám bảo em là con ếch à? Lần này thì anh biết tay với em. Anh to gan lắm rồi. Viễn giữ chặt hai tay tôi, sau đó cúi người xuống, dùng môi miết nhẹ môi tôi. Cái chạm môi của anh như có dòng điện chạy qua, khiến cả cơ thể tôi mềm nhũn ra như cọng bún. Rõ ràng lúc nãy tôi đã gồng mình hết sức, nhưng bây giờ tôi lại đang thả lòng mình đón nhận nụ hôn của anh một cách nhiệt tình. Anh dường như cũng nhận thấy được sự cho phép của tôi, nên vòng tay ôm lấy eo tôi, rồi ghì tôi hôn từng nhịp chậm rãi. Tôi cũng ôm chặt lấy cổ anh mà đáp trả lại một cách nhẹ nhàng. Bàn tay của anh từ từ rời eo tôi và di chuyển đến hai quả đồi đang nhấp nhô mà nhào nắn. Chiếc lưỡi ướt át chậm rãi rời môi tôi, rồi di chuyển xuống cổ và sau đó là xương quai xanh mà hôn nhẹ. Bàn tay anh không chịu yên phận mà từ từ di chuyển xuống nơi mật tư nhất của tôi. Đôi môi anh ngậm chặt nụ hồng không rời. Bất chợt anh dừng lại, giọng anh có phần tội nghiệp. Vâng, cho anh nhé, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi lúc này đê mê như điên dại, gật đầu lia lịa rồi lao vào hôn lấy anh. Mặc cho anh cởi bỏ rào cản trên người tôi thì tôi lại lần mò cởi bỏ từng chiếc nút áo sơ mi của anh rồi chạm vào thân hình vạm vỡ ấy. Bàn tay chạm nhẹ vào phần nhạy cảm nhất, mà say mà nghịch. Đến khi cảm nhận được cả cơ thể mình đang nóng lên dần thì anh mới đẩy phần thân dưới vào bên trong. Ban đầu anh có chút khựng lại, nhưng một lát sau anh lấy lại được vẻ mặt bình thường, liền đẩy thân dưới vào sâu bên trong. Dưới ánh đèn của hành lang, hai bóng lưng in trên tường với từng nhịp ra vào không hồi kết. Cả hai chúng tôi như hòa vào làm một. Tôi không nhớ mình và anh đã làm tình với nhau bao lâu, chỉ nhớ đến khi thấm mệt và có dòng nước ấm chảy ra thì anh cũng dừng lại. Tôi cũng mệt quá mà thiếp đi trên vai anh. Lúc tôi tỉnh dậy đã là gần 10 giờ tối. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu nên tôi có chút giật mình. Tôi vội lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo vào cho gọn gàng, sau đó đi ra ngoài tìm anh. Viễn ngồi trước cửa phòng uống cà phê, nhìn thấy tôi bước ra anh liền nói: Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa rồi lát dậy anh chở đi ăn tối luôn? Muộn rồi, anh chở em về nhà đi. Sao anh không đánh thức em dậy? Anh thấy em ngủ ngon quá nên không đỡ đánh thức. Để anh chở em về nhà nhé. Vâng, lát anh ghé hiệu thuốc mua cho em viên thuốc tránh thai khẩn cấp nhé. Em sợ dính bầu lắm. Em không muốn có con với anh à? Có thì đẻ chứ anh có bắt em phá bỏ đâu. Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Ngoan, anh thương. Trước những lời nói ngọt ngào của anh thì tôi không thể nào cãi lại được. Thôi thì xem như đó là duyên nợ của anh và tôi cũng được. Tôi mặc áo khoác rồi cầm điện thoại bỏ vào túi áo, sau đó bảo anh đưa về. Trên đường về anh còn ghé mua đồ ăn cho tôi rồi mới chở tôi về. Lúc đi qua quán karaoke Ruby, tôi nhìn thấy cái Xuân đang đi cùng một gã đàn ông bước ra từ trong quán. Hình như nó say rượu thì phải. Tôi lay lay Viễn: Anh, dừng lại, tấp vào lề dùm em đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Em hẹn gặp ai ở đây à? Không, em thấy cây Xuân đang đi cùng ai đó. Hình như con bé sắp lên xe với gã kia rồi. Anh đợi em chút nhé. Chẳng đợi nghe Viễn đáp, tôi liền nhanh chóng chạy đến trước mặt gã đàn ông đó, rồi kéo cây Xuân ra khỏi người ông ta rồi bảo: Xuân, em đi đâu vậy? Sao lại ở đây? Cây Xuân xuỉn quất cần câu rồi nên nó chẳng biết tôi đang nói gì cả. Chỉ có lão già đi chung với nó nhìn tôi hỏi: Cô là ai? Sao lại kéo bạn gái tôi làm gì? Buông bạn gái tôi ra nhanh. Bạn gái gì chứ? Đây là em gái tôi. Ông định giờ trao đổi bại với nó chứ gì? Cô gái à? Cô hồ đồ vừa thôi. Cô không tin cứ hỏi em gái cô đi. Bây giờ chúng tôi phải đi chỗ khác. Cô tránh ra dùm, không đừng trách tôi. Gã đàn ông vẫn khoác tay cây Xuân, dìu nó lên xe taxi, còn tôi lại giữ chặt tay nó. Xuân, Xuân, tỉnh lại đi em. Có nghe chị nói không? Sao em lại làm gì ở đây vậy? Anh Viễn đưa con bé về hộ em. Bỏ ra. Cô có tin tôi kêu bảo vệ lại đánh hội đồng cô không hả? Đừng phá vỡ chuyện làm ăn của tôi. Bỏ ra. Tôi bị ông ta hất mạnh nên ngã văng ra đường. Viễn lúc này cũng chạy tới đỡ tôi dậy, rồi chạy ra chiếc taxi đập cửa. Nhưng ông ta đã ra hiệu cho tài xế chạy đi. Tôi dù đau nhức nhưng vẫn đuổi theo trong vô vọng. Không lẽ đây là công việc mà cái Xuân bảo sắp có tiền trả nợ cho ba mẹ sao? Vì lo lắng cho cái Xuân nên tôi nhờ Viễn chở đi tìm nó ở mấy cái khách sạn quanh khu vực quán. Nhưng không có quán nào cho chúng tôi vào, và cũng chẳng quán nào tiết lộ thông tin khách hàng, nên tôi và anh đành phải ra về. Dù lòng nóng như thiêu như đốt, nhưng tôi vẫn cầu xin ba tôi phù hộ cho cái Xuân bình an vô sự. Sau khi nhờ Viễn chở tôi chạy quanh con phố ấy mà chẳng có tin tức của cái Xuân, nên tôi đành nhờ anh trở về nhà. Nhìn thấy tôi bước vào, mẹ tôi liền hỏi: Vân, con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Cái Xuân có đi chung với con không? Con mới đi chơi với anh Viễn về mẹ ạ. Cái Xuân đi học chưa về hả mẹ? Chưa, mẹ đợi nó về hỏi chút chuyện mà nãy giờ chưa thấy nó về nữa. Con bé này cả tuần nay không biết đi học đi hành kiểu gì mà lúc nào cũng về khuya. Con vào tắm rửa đi, rồi mai còn đi làm. Vâng, mẹ cũng vào ngủ trước đi. Chắc cái Xuân học thêm nên về trễ cũng nên. Mẹ ngủ đi rồi mai hỏi nó cũng được. Mẹ biết rồi. Nói rồi tôi quay người đi vào phòng để tránh ánh mắt nghi ngờ của mẹ. Không phải tôi muốn giấu giếm chuyện cây Xuân đi tiếp rượu ở quán karaoke, mà vì là tôi sợ khi mình nói ra, mẹ sẽ không chịu đựng nổi cái chuyện tài đình như vậy. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nhắn vài ba tin với Viễn. Sau đó giục anh đi ngủ sớm để mai còn đi làm. Riêng tôi lại trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi. Tôi cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi có tiếng dép lẹt xoẹt bên ngoài sân và giọng nói của mẹ cất lên. Xuân, con đi đâu giờ này mới về hả? Mẹ à, con lớn rồi mà. Con đi làm thêm rồi đi chơi với bạn bè của con nữa. Ai cho phép con đi làm? Mẹ muốn con tập trung học hành, chứ mẹ không cần con phải đi làm thêm. Mẹ có nuôi nổi hai chị em con không mà mẹ nói thế? Chẳng phải gia đình mình sắp phải ra đường sống hay sao? Khoản nợ là do ai mà ra? Không phải là do ba mẹ vay mượn đóng học phí cho con nên mới nợ nần thế à? Giờ con không cần đi học nữa. Con chẳng cần học đại học cũng có thể làm ra nhiều tiền. Bốp bốp. Mẹ tôi không kiềm chế được cơn giận, vùng tay tát mạnh vào mặt cái Xuân một cái đau điếng rồi nói. Từ bao giờ con lại có cái tính ăn nói kiểu mất dạy thế hả? Con nên nhớ ba mẹ đã kỳ vọng vào con rất nhiều, nên ba mẹ mới đầu tư cho con học ngôi trường tốt nhất. Chỉ hy vọng con luôn lấy đó làm động lực để học tốt, chứ không phải để con lấy lý do đó để biện minh cho mình. Con không muốn suốt ngày phải giả vờ ngoan hiền nữa. Con muốn tự lập và con sẽ đi làm kiếm tiền, nên mẹ đừng quản con nữa, con mệt rồi. Cái Xuân nói xong liền bỏ đi vào trong phòng để mặc mẹ với bộ đồ mỏng tang đứng trơ trơ bên ngoài sân. Tôi nhìn thấy đôi vai mẹ đang khẽ run lên vì lạnh, nhưng lại không an ủi mẹ, vì tôi hiểu rằng lúc này mẹ cần ở một mình để suy nghĩ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết để qua công ty con Nhi xin việc. Vì tôi đi sớm nên không gặp cái Xuân để nói chuyện được, vì giờ ấy nó đang còn ngủ. Con Nhi bảo qua đón tôi, nhưng tôi từ chối, vì tôi đã quen với việc ngồi trên xe Viễn đi làm. Vẫn như mọi ngày, anh đều ghé vào quán cho tôi ăn sáng, rồi sau đó mới chở tôi đến công ty. Quả thực là đúng như con Nhi nói, công ty Nokia ngày nào cũng có rất đông người đến nộp hồ sơ xin việc, nhưng số người tuyển vào lại cực ít. Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngay phòng bảo vệ đợi con Nhi tới, mà chờ mỏi cả cổ. Mẹ nó, không biết có phải nó cậy mình làm quản lý hay không, chứ tôi thấy đến giờ công nhân lên ca mới thấy nó chạy chiếc xe tay ga vào cổng. Chắc nó làm quản lý nên việc nó lên xuống ca sớm hay trễ thì cũng chả ai khiển trách gì cả. Nhìn thấy nó mặc chiếc đầm suông trắng mà ai cũng phải nhìn không chớp mắt. Nó nháy mắt với tôi rồi chạy xe vào bên trong dựng ngay ngắn, sau đó trở ra phòng bảo vệ. Mỗi bước chân của nó đi tới đâu là mọi ánh mắt đều phải đổ dồn về phía ấy. Đám con trai đi xin việc lẫn mấy anh bảo vệ nhìn nó còn phải nuốt nước bọt cơ mà. Con Nhi nở nụ cười thân thiện với mọi người, rồi sau đó đi đến chỗ tôi huých nhẹ vào vai tôi một cái. Tôi định lên tiếng hỏi nó mấy câu, nhưng lại nháy mắt ra hiệu cho tôi im lặng. Không biết con này đang tính toán cái gì trong đầu nữa, hay là không xin được việc cho tôi nên áy náy. Một lúc sau khi con Nhi đã vào bên trong xưởng, thì lúc này có người bên bộ phận tuyển dụng đi ra. Vì rất nhiều người xin việc nên công ty sẽ phỏng vấn một lúc nhiều người, chứ không giống như công ty kia. Sau khi phỏng vấn xong tất cả mọi người thì chúng tôi được phát mỗi người một tờ giấy hẹn rồi ra về. Tôi cầm giấy hẹn rồi nhắn cho con Nhi một tin với nội dung: ta phỏng vấn xong rồi, tất cả chỉ nhờ mày nữa thôi. Sau đó bắt xe ôm về nhà. Lúc này cái Xuân cũng đã thức dậy. Nó đang ngồi ngoài sân với một ly cà phê để trên bàn. Nhìn thấy tôi bước vào nhưng nó chẳng chào hỏi lấy một câu, mà thản nhiên cầm điện thoại chơi. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn hỏi nó nữa, nhưng tôi thương mẹ hy sinh cho nó quá nhiều và không muốn nó phải làm cái nghề dơ bẩn đó, nên đành nhẫn nhịn đi đến trước mặt nó hỏi: Xuân, hôm qua em đi làm ở quán karaoke phải không? Phải, làm ở đó nhiều tiền lắm. Chị có muốn đi làm ở đó không? Em giới thiệu cho. Em không thấy làm mấy chỗ đó nguy hiểm lắm sao? Chị cứ nghĩ em sẽ xin bán hàng hoặc làm phục vụ quán ăn. Ôi dào, chị nghĩ là mấy quán đó thì đến bao giờ mới đủ tiền trả nợ. Trong khi em đi làm ở đó chỉ 3 ngày là bằng tiền lương em bán hàng cả tháng rồi. Chị nghĩ xem, bán hàng và làm ở quán karaoke cái nào nhẹ hơn, rồi lương chỗ nào cao hơn. Xuân, nghe lời chị, em đừng làm mấy chỗ đó nữa. Cùng lắm thì mình bảo mẹ bán nhà trả nợ, rồi ba mẹ con mình ra thuê trọ sống. Bà mất rồi nên chị em mình còn mỗi mẹ thôi. Đừng làm gì để cho mẹ phải sầu nữa được không em? Mẹ sầu vài ba bữa là hết thôi chị ơi. Ít hôm nữa em mang tiền về nhiều, lại cười tươi như hoa ấy. Thôi, chị suy nghĩ đi rồi tối đi làm với em. Nhưng em nói trước nha, nghề của em là không được có bạn trai. Nếu chị muốn đi làm thì chia tay anh Viễn đi. Em điên rồi, chị sẽ không bao giờ vướng vào cái nghề dơ bẩn đó. Làm vậy chẳng khác nào bán thân nuôi miệng cả, chẳng khác nào làm gái cả. Làm cái nghề dơ bẩn sao? Thế theo chị thì đám sinh viên nghèo lấy đâu ra tiền để gửi cho ba mẹ nó cất nhà lầu mua xe hơi vậy? Chúng nó cũng làm như em, phải được đại gia bao nuôi thôi. Chị có thấy mỹ phẩm và quần áo hiệu của em không? Những thứ đó chị sẽ chẳng bao giờ có tiền mua được đâu. Cái Xuân nói dứt câu liền nhìn tôi cười nhếch mép rồi đi vào nhà. Tôi thật sự không thể ngờ được rằng có một ngày nó lại thay đổi khác biệt đến vậy. Từ cách ăn diện cho đến cách dùng ngôn từ của nó đều giống như một người khác. Cả ngày hôm ấy, nó vẫn ở nhà nhưng không thấy nó và mẹ nói chuyện với nhau câu nào cả. Chắc mẹ vẫn còn giận nó nên không muốn nói chuyện. Đến tối nó không ăn cơm ở nhà mà trang điểm nhạt rồi đi ra ngoài. Tôi chạy ra theo dõi nó, nhưng hình như nó phát hiện ra tôi nên vội lên một chiếc taxi rồi đi mất hút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Nhầm Giường Bạn Thân của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.